mọi người, chào mừng mọi người đến với hệ thống xe máy Thanh Vương Pháp. Hôm nay Ngang sẽ giới thiệu đến mọi người dòng xe mình không cần chạy trước luôn nha mọi người. Thì đó chính là dòng xe Sirius. Đối với dòng xe này thì phân khối là 110cc. Thì đối với động cơ này mà giá thành nó chỉ có 19 triệu trở lên thôi mọi người. Rất là rẻ luôn nha mọi người. Thì bên cạnh Ngăn đây là cái màu xanh nha, xanh 3D nha. Ngăn có 4 phiên bản lần. Có căm đùm nè. À có 3 phiên bản chứ. Căm đùm nè, căm đĩa và bánh mâm nha mọi người. Như cạnh Ngăn là thắng đây là thắng đĩa nè. Thì đối với dòng xe này thì nó là có phun xăng điện tử FI luôn cho mọi khách hàng. Những khách hàng mà thí dụ mà đi làm mà muốn tiết kiệm xăng á, thì Ngăn cũng có luôn nha mọi người. Thì nhiên liệu của nó chỉ là 1.65 trên 100 km. Thì cái mức nhiên liệu này nó cũng nằm ở mức trung bình nha mọi người. Thì bên cạnh Ngăn đây thêm là dòng xe màu xám đen ha. Cái này cũng căm đĩa cho mọi người luôn. Thì nếu như mà mình muốn lên phụ kiện á, muốn lên mâm á, thì bên Ngăn cũng có hỗ trợ cho mình lên luôn. Chút xíu Ngăn sẽ cho mọi người coi cái bánh mâm bên Ngăn ha. Đây nha mọi người, đây có màu xanh nè ha, màu xanh đen nè. Bên đây là màu đỏ. Đây là như mọi người thấy cái màu xe này, bên Ngăn có lên tay thắng cho mình ha. Như những con ốc titan nè. Kèm theo đó cái cản sau nữa nha mọi người. Thì cái mẫu dòng xe này nếu mà tầm 1m, 1m rưỡi trở lên là có thể chạy được rồi. Nếu mà Ngăn 1m6 thì Ngăn ngồi nó cũng ok đấy. Đối với những bạn mà ví dụ học sinh, sinh viên nè, đủ 18 tuổi trở lên thì mọi người có thể là mua xe nè. Đó, thế mà 18 tuổi mình góp được nha mọi người. Thì đối với dòng xe này mình không cần trả trước đâu, nhưng mà nếu mà làm đậu hồ sơ bên Ngăn nha, mình chỉ có tầm 1 đến 2 triệu để đưa trước. Ngăn sẽ làm cho mình là biển số, giấy tờ để mình đi đường nha mọi người. Đây, bên cạnh Ngăn ở đây là thêm một dòng xe nữa là màu xanh trắng nha mọi người. Màu này là hiện tại của rất là đang hot luôn nè. Cái mẫu này Ngăn lên là lên một phụ kiện một số cơ bản thôi nha. Như là cái kính kiểu nè. Kính này mình giờ nếu mình giờ mình dùng thấp không ok đấy. Như cái bao tay cho mình ha, những con ốc titan. Cái dòng này Ngăn có lên phuộc cho mình nè. Phuộc này. Dòng xe này mình đi đây đây. Như nãy Ngăn có nói với mọi người là cho mọi người coi mâm mất, thì bên Ngăn có lên mâm nè, mâm kiểu nữa ha. Nó có màu vàng nè, màu đỏ, ví dụ mà có màu xanh, nhiều màu lắm. Mình thích màu nào thì bên Ngăn sẽ hỗ trợ cho mình lên màu đó ha. Ở bên dòng xe này cũng có gắn là đèn chợ sáng cho mọi người nha. Em thấy chạy xe ngoài đường có mấy anh trai á, đi làm á, hay gắn cái đèn chợ sáng này lắm nè. Nhưng mà đối với cái dòng xe chỉ có 19 triệu thôi mà mọi người là có những động cơ làm phân khúc là từ 110cc nè. Với lại là thiết kế của nó rất thon gọn nha mọi người. Khi mà mọi người á có hỏi Ngăn là sao mà dòng xe Honda người ta không có công tắc đèn á, thì cái dòng xe Yamaha đối với Sirius nha, nó có công tắc đèn cho mình luôn. Thì cái này thì không biết là họ như họ sản xuất như thế nào á, nhưng mà bên Honda họ không có lắp cho mình nữa. Thì bên Ngăn cũng có hỗ trợ công tắc cho mình ha. Thì đối với dòng xe này mình không cần đâu. Nó đỡ một phần chi phí cho mình nha. Đi qua đây thì bên Ngăn cũng có một số màu cho mọi người tham khảo nè. Như cái dòng xe này bên Ngăn có độ cái mẫu lên cho mọi người ha. Nhìn rất là trẻ trung và năng động luôn nha. Và đây là cũng một màu sơn 3D bên mình nữa nè. Thiết kế là màu Movisa nha. Rồi thì đây bên Ngăn có một cái màu này hiện tại là bán rất là chạy luôn nha mọi người. Màu xanh nhớt nè. Cái màu này nó lấy cùng cái màu sắc anh em của nó là cái dòng Exciter á mọi người. Mọi người thấy cái phiên bản này Exciter màu giới hạn đó. Thì khi mà đón cái dòng mình mua xe Sirius nha, chỉ cần 18 tuổi trở lên là mình có thể góp được nè. Giấy tờ thì chỉ cần là một căn cước công dân hoặc là chứng minh. Nếu mà mình có thêm bằng lái, hộ khẩu hoặc là thêm một cái bảo hiểm y tế thì cứ mang theo hết những giấy tờ đó qua Ngăn góp hỗ trợ gói ưu đãi cho mình nha. Rồi nếu mà khách hàng mà có sử dụng thẻ tín dụng, Ngăn sẽ hỗ trợ cho mình gói lãi suất 0%. Thì nếu mà mình có liên hệ trước với bên Ngăn á, Ngăn có để số Zalo ở dưới nè. Thì khi mà mình có thắc mắc về giấy tờ nè, biển số hay là mình ở đâu đó, mình cụ thể cái quà chi tiết thì Ngăn có để phía dưới. Thì có liên hệ trước với Ngăn, Ngăn sẽ hỗ trợ cho mình là tiền xăng xe từ 300 cho đến là 1 triệu đồng ha. Hỗ trợ thêm một combo quà tặng là trị giá 2 triệu đồng nữa. Và đặc biệt hơn là nếu mà mình mua dòng xe Sirius trong tháng 12 này nha mọi người, bên Ngăn sẽ giảm cho mình là 600.000 lệ phí đăng ký nha.
Rồi thì thêm một phần quà nữa là mình quay có cơ hội là mình nhận được một chỉ vàng nha, chỉ vàng 4 số 9. Còn nếu như mà khách hàng mà không may mắn lắm thì mình sẽ nhận được là túi lì xì là một trị giá 100.000 đồng luôn nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem video của Ngân ha. Thì Ngân có để số điện thoại Zalo ở dưới, mọi người thắc mắc vấn đề gì thì mọi người cứ liên hệ, Ngân sẽ hỗ trợ cho mình chi tiết hơn nha. Rồi thì cảm ơn mọi người đã xem video của Ngân ha. Mọi người like và subscribe kênh của Ngân ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.